Lần này chúng ta sẽ học 3 trên 4 học phần giáo dục quốc phòng. Lấy súng. Giờ tập trung của mình là 5 giờ sáng để chuẩn bị tất cả mọi thứ, từ quần áo, ba lô, rồi sách vở, rồi vệ sinh cá nhân, mọi thứ. Mấy bạn nam thì thường sẽ chuẩn bị nhanh hơn các bạn nữ, còn các bạn nữ sẽ sửa soạn lâu hơn. Đó cũng là một điều rất là khó khăn của em trong những ngày đầu vào đây. Thời gian đầu thì đương nhiên bọn em sẽ cảm thấy rất là khó chịu, nhưng mà sau này thì em cảm thấy những cái điều đấy thật sự rất là tốt. Em đã tác phong nhanh nhẹn hơn để kịp cho tập thể và không bị ảnh hưởng với mọi người. Và cái việc dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ như thế khiến cho sức khỏe của mình đi lên khi mà mình được ăn uống đầy đủ và chuẩn bị mọi thứ tốt. Và thứ hai là mình đủ tỉnh táo để có thể trau dồi sức lực cho ngày làm việc.